Chào ngươi nha, em còn ba cái bơm Tanaka này. Này bạn xả cho nó nhanh nha. Hàng bãi về chưa vệ sinh nó còn bắn nha mọi người. Nhưng mà ba con này khá là đủ đồ á mọi người. Tanaka 25 nha. Made in Japan là hàng Nhật nó chuẩn nha mọi người. Con nút mini. Đó, thì về sao em bán vậy nha, không có bao hết nha mọi người. Đó. Thì em không có bao hết nha. Mấy con này cũng rất là sáng. Tương đối đủ đồ nha mọi người. Đầu bơm đồ con. Này em thấy hầu như là nó đủ đồ. Con này là không có body thôi. Không có cái nắp e này thôi. Nắp o e này thôi. Còn lại em thấy là đủ đồ. Ở này không có bao gì hết nha. Em thấy sao em nói vậy thôi. Mình thấy nó tương đối đủ đồ thì mình nói tương đối đủ đồ. Còn về kiểm tra lại nha, hàng còn rất là sáng. Ba con này em để cho mọi người bán xả nha mọi người. Ba con này ba con này 900.000 nha. Ba con 900.000. Không biết không? Giật được. Giật được. Ba con 900.000 nha. Nó vị trí là một con 300.000 thôi, mà do tại vì ba con nó cùng một mã nên em bán cho nó nhanh luôn. Về mình dọn. Nó ví dụ mình về mình dọn một con lên thôi là mình đã đủ lấy vốn rồi. Còn lời lại còn hai con làm lời. Anh em làm thì tự hiểu nha. Này là bán giống bác sĩ nha mọi người. Còn khách lẻ thì mua thì đừng có hỏi em vấn đề con này gì, con này con kia gì dọn sống không em. Tại vì em bán mù, em bán đại vậy nha. Chưa có kiểm tra đâu gì hết á. Mình đừng có hỏi cái mấy cái câu đấy đâu. Nó lạng lạng lắm. Này bác sĩ cho thợ ha. Còn mình không biết thì mình đừng có mua. Đó. Nha. Mình mua lẻ mình không có biết gì về máy bãi á. Mình đừng có mua nha. Rồi. Ở này bán mua ha. Ba con 900.000 nha. Không bao ship. Nhanh gọn nha mọi người.